Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với thông tin cập nhật mới nhất về sư thầy Minh Tuệ. Lời nói đầu tiên thì xin kính chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em có được thăng tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại xem kênh cuộc du hành trong cuộc sống ở cõi Ta Bà này. Thưa quý ông bà và anh chị em, quay trở lại một số thông tin rất là nóng cũng như là video này chia sẻ giải đáp thắc mắc về tất cả quý vị đã bình luận về là đối với tại sao em trai của sư thầy Minh Tuệ tức là anh Thìn lại không chịu đóng cái cốc không cho mọi người vào nữa. Sau khi mà nghe lời anh chia sẻ thì thật sự mới biết được là lý do vì sao anh không có đóng cốc mà vẫn mở cửa cho mọi người vào để mà tham quan nơi cốc tô của sư thầy Minh Tuệ cũng như là đánh lễ sư thầy. Mặc dù là sư thầy Minh Tuệ không có ở trong cốc, nhưng mà mọi người vẫn đến. Theo như sự chia sẻ của anh Thìn thì ảnh uh, cũng có cái lý của ảnh và ảnh nói ra thì uh, là theo như ảnh nghĩ khi mà mọi người yêu quý mến sư thầy Minh Tuệ là từ phương xa họ mong muốn tìm về nơi cốc tô của sư thầy Minh Tuệ tham quan và đánh lễ. Không lẽ bây giờ mình lại đi đóng cái cửa? trong khi đó người ta xa xôi tới người ta mong muốn về nơi quê hương của sư thầy cũng như là về cái cốc tu nơi sư thầy đã tu tập để mà đánh lễ tham quan rồi người ta về người ta đâu có ở đó đâu à, chính vì điều đó mà anh không có đóng cái cốc tu lại đó là một cái suy nghĩ của một người em ruột của sư thầy minh tuệ một người nông dân thật thà và chất phát một cái sự khoan hỷ vô cùng to lớn mà ảnh đã dành cho tất cả mọi người chúng ta phải cảm ơn đối với em trai của sư thầy Minh Tuệ thưa quý ông bà và anh chị em về cái vấn đề mà anh Thìn đã gửi đơn nhờ các cơ quan công an để mà tìm kiếm đối với sư thầy Minh Tuệ cũng đã đang được chia sẻ và hiện nay thì cơ quan cũng đã tiếp nhận cái đơn này và không phải là anh đi một cấp mà anh đã lên đến tận 3 cấp nhờ thậm chí là nhờ lên công an tỉnh để mà tìm giúp à, quay trở lại với một số thông tin chia sẻ trước đó của một số nem chúng ta sau chuỗi lại là không biết là người nào đã chia sẻ thông tin và tại sao mọi người đã tập trung trước cổng công ty của anh Tuấn tức là anh trai của sư thầy Minh Tuệ đã dựng rạp hai bên và mọi người đã kéo tới tụ tập rất là đông đúc và sau đó lại có một cái thông tin của một anh trai nào đó đã được là vào trong công ty của anh Tuấn để mà quay cái chỗ mà được cho là sư Minh Tuệ về đó ẩn tu ở trong mùa kiết hạ. Đi khất thực xong là về đó và có làm hai cái luống hoa rất là đẹp ở hai bên để cho Phật tử đi vào nếu như mà ai muốn vào đánh lễ. À, thì cái thông tin đó được chia sẻ và được cho là đó là ở trong công ty của anh Tuấn mặc dù là cái anh vô đó quay thì chỉ có mỗi một mình anh đó quay và anh đó cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng là đã xác nhận là anh đã chia sẻ đúng chia sẻ sự thật nhưng rồi sau đó thì anh ấy không còn chia sẻ về cái nơi mới đó nữa à, điều đó cũng thấy là rất là lạ à, và một điều nữa là đối với gia đình đang mong muốn gặp sư thầy minh tuệ thì trong đó nơi được cho là sư thầy Minh Tuệ về ở ngay cái công ty của anh trai của sư Minh Tuệ là anh Tuấn thì không anh Tuấn không có lên tiếng gì cả và sau đó thì những cái rạp để mà làm ráp hai bên cổng công ty đấy thì đã họ đã tháo dỡ vậy thì chúng ta hỏi là điều gì đó khuất tắc ở đây chăng và trong khi đó thì anh Tuấn anh cũng đã từng lên tiếng và nói rằng là bây giờ nếu như muốn gặp sư Minh Tuệ mà trong khi sư Minh Tuệ đang gọi là tu tập cho nên là anh nó từng nói chia sẻ thì quý vị có thể quay trở lại xem cái video mà anh Tuấn anh lên anh chia sẻ đó à, anh đã nói là khi nào có cơ duyên thì sẽ gặp được sư Minh Tuệ khi đó sư Minh Tuệ tu tập đàng hoàng và uh, sẽ gặp được mọi người thì không biết là cái sự chia sẻ đó là anh tuấn ảnh có biết là sư minh tuệ đang ở đâu không không biết là quý ông bà và anh chị em còn nhớ lại cái đoạn video clip được mà một số người đã quay lại về cái cảnh mà người mẹ của sư thầy minh tuệ thức dậy sớm để lên trước cổng công ty của anh tuấn để mà chờ uh, để gặp đối với sư minh tuệ đi khắc thật hay không đó. Thì chúng ta sau chuỗi lại nếu như mà là mẹ của Sư Minh Tuệ cũng là mẹ của anh Tuấn Thì việc mà vào để mà gặp Sư Minh Tuệ vào cổng thì cái chuyện nó rất là dễ dàng Nhưng là tại vì sao lại mẹ lại đứng trước cổng công ty xếp hàng như là mọi người Thì mọi người có thấy cái điều bất thường ở đây không Và cho đến ngày hôm nay thì em trai của Sư Thầy Minh Tuệ tức là anh Thiền đại diện cho bố mẹ để mà làm đơn nhờ đến các cơ quan chức năng để mà đi tìm sư thầy Minh Tuệ. Người ta cho là hiện nay ngày hôm nay có một cái thông tin đồn là cho đó là sư Minh Tuệ đã được một số người đó nào đó đã đưa lên xe chở đi một cái nơi nào đó. À thì cái thông tin này đang mọi người đang bàn tán rất là xôn xao. Nhưng mà để xác thực thì bản tin mới dám chia sẻ với tất cả quý ông bà và anh chị em. À, nhưng mà quay trở lại thì chúng ta sau chuỗi lại à, liệu rằng đằng à, sau nó có cái khuất tắc gì không à, trong khi đó thì à, trước đó thì một số người cho là à, sư minh tuệ sẽ ở trong công ty một cái góc nhỏ ở trong công ty của anh tuấn nhưng mà sau đó thì biệt tâm à, không có thông tin gì nữa và tất cả mọi người mà dựng rạp ở hai bên trước cổng công ty cũng đã tháo dỡ luôn và đến nay thì anh tuấn cũng chưa có lên tiếng À, mà hôm nay thì lại à, em trai của sư thầy minh tuệ đại diện cho gia đình làm đơn để mà nhờ các anh công an để mà đi tìm à, giúp đối với à, sư minh tuệ và bởi vì họ đang lo lắng về sức khỏe của sư minh tuệ và không biết là tại sao sư minh tuệ trước khi đi là có hứa hẹn là sẽ đi bãi à, tắm bữa rồi quay trở lại nhưng đến nay thì vẫn không thấy khiến cho người nhà lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra với sư Minh Tuệ. Một số thông tin thì cho rằng là các cơ quan chức năng họ đang bảo vệ rất là tốt về sư thầy Minh Tuệ. Nhưng mà hiện nay thì đối với cái việc mà anh Thìn ảnh làm đơn để mà nhờ các cơ quan chức năng để mà tìm kiếm giúp đối với thông tin của sư thầy Minh Tuệ thì chúng ta thật sự đang rất là rối não. À, chúng ta không sợ những người tốt bồn hại sư minh tuệ nhưng chúng ta chỉ sợ uh, sư minh tuệ bị cỡ xấu uh, hãm hại rồi uh, không cho uh, tu tập uh, phá đạo hạnh của uh, sư minh tuệ uh, đó là chúng ta sợ những cái thành phần đen tối xấu xa uh, nấp mà ở trong bóng tối chứ còn chúng ta tin tưởng vào các cơ quan chức năng làm việc cẩn thận và không có bao giờ mà chúng ta thấy rằng đối với một vị sư nào mà tất cả các cơ quan chức năng họ lập chốt họ bảo vệ như là sư thầy minh tuệ thì thật sự mà nói thì chúng ta phải tin tưởng vào các cơ quan chức năng họ luôn luôn bảo vệ đối với một công dân như là sư thầy minh tuệ là lê anh tú còn về cái thông tin mà trước đó đối với sư thầy Minh Tuệ khi mà nói với gia đình là đi ẩn tu 7 ngày, 7 8 ngày gì đó rồi sẽ quay về. Nhưng mà thật sự hiện nay thì chúng ta thấy rằng sư Minh Tuệ dường như là có thiên nhãn tức là có con mắt thứ ba. Và sư cũng đã biết mọi chuyện. Chính vì thế mà theo như cá nhân và quan điểm của em thì sư có lẽ muốn ẩn tu thêm để cho mọi chuyện lắng xuống và mọi người vơ vơ dần đi, đừng có tới nhà của bố mẹ sư thầy Minh Tuệ nữa thì lúc đó sư Minh Tuệ mới về gặp gia đình. Đó là cái quan điểm cá nhân của em thôi. Đó bởi vì có những cái sự trùng hợp không biết là quý ông bà và anh chị em có để ý lúc bộ hành mà những thước phim được quay ghi hình lại từ ở ngoài thanh hóa rồi về tới hà tĩnh rồi tới quảng trị rồi quảng bình rồi tới quế thì khi mà đi bộ hành trên đường sư minh tuệ luôn nhìn ở lên trên trời và đôi lúc lại có nở nụ cười và những lúc mà người dân người ta tu tập rất là đông đối với sư minh tuệ vẫn rất là bình tĩnh và luôn hay nhìn lên trên trời mà không biết là quý ông bà và anh chị em có để ý cái điều gì đó hay không à, cho nên là theo như sự mất tích mà được đồng đoán hiện nay thì à, bởi vì đối với gia đình cảm thấy lo lắng thì điều đó là cái điều đương nhiên điều rất đúng nhưng mà đối với sư minh tuệ thì chắc cũng đã biết vì mọi người tới cốc à, thường xuyên và đông à, chính vì thế mà sư Minh Tuệ à, có lẽ muốn ẩn tu thêm lâu hơn chút nữa à, cũng như là để cho mọi chuyện lắng xuống à, thì không biết là quý ông bà và anh chị em có nghĩ như vậy hay không và quý ông bà và anh chị em có à, cái thắc mắc về cái sự à, trùng hợp ngẫu nhiên cũng như là sau chuỗi lại à, mọi sự việc ở ngay trước cổng công ty à, của anh trai của sư thầy Minh Tuệ tức là anh Tuấn hay không À, nếu như quý ông bà và anh chị em mà có cái thông tin gì mới cũng như là à, muốn bình luận gì hoặc à, là có cảm nghĩ gì khi mà sư minh tuệ đang đồn đoán là, à, là sự mất tích hay là sư tiếp tục ẩn tu lâu hơn thêm nữa thì đừng quên để lại lời bình luận dưới video này còn bây giờ xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy buông bỏ hết tất cả mọi âu lo, phiền muộn, sầu não và khổ đau để giữ cho thân tâm mình được an lạc, thanh tịnh và cùng nhìn theo bước chân hành trì của Sư Thầy Minh Tuệ trên con đường tìm kiếm sự giải thoát để mà giác ngộ, để mà có thể phổ độ cũng như là dẫn dắt tất cả mọi chúng sinh ra khỏi biển khổ đau, khỏi ta bà này. Nếu như quý ông bà và anh chị em cảm thấy video này chia sẻ hay và hữu ích thì đừng quên cho một like cũng như là đăng ký kênh theo dõi cũng như là share video này cho nhiều người cùng biết để lan tỏa sự yêu thương trong cuộc sống này. Xin cảm ơn rất nhiều.